Dạo này mày thích hù dọa người khác để kiếm tiền lắm đúng không? Tôi có thông tin muốn bán. Anh tới nhờ tôi giúp. Bà còn trơ trẽn nói là bán thông tin. Mày xử nó đi. Mày tính sao? Ê, đây làm sao nha? Má nó khốn nạn. Anh cảm thấy mình có lỗi khi nghĩ sai về em. Cũng có gì thay đổi đâu. Lâu ra tôi nhận công rồi chứ. Nếu không tạm bẵng tiêu đời. Không để chú Ba Sơ và thằng Kỳ chết quang uổng.